xác vậy à? Thank you.
Ok, ngày hôm nay 1964, 50 năm về trước, có một cái nhóm, một nhóm trẻ đã được sinh ra đời dưới những mái nhà, những mái gia đình khác nhau, ở khắp nơi khác nhau, ở mọi nơi khác nhau, và cùng đến một chỗ, một mái trường, đó là mái trường Lê Quý Đôn, để mà cùng nhau bắt đầu cái cuộc đời của mình, bắt đầu một cái chặng đường rất là dài. Bây giờ là đã 50 năm rồi, rất là cảm động, rất là sung sướng và hãnh diện được gặp tất cả các bạn và tất cả mọi người chúng ta được chia sẻ cái niềm vui đó vào ngày hôm nay. Và kính thưa các thầy cô, hôm nay tụi em từ khắp phương trời đều đến đây. Tụi em từ tất cả rất là nhiều các ngành nghề, mỗi người một nghề, mỗi người một ngành cũng đều quy tụ về đây. Tuy là không ở trong cái mái trường Lê Quý Đôn nữa, nhưng mà trong cái khung cảnh ấm cúng của Cali ngày hôm nay, chúng ta lại được một lần nữa. Và bây giờ mình có thể bắt đầu 50 năm kế tiếp, bắt đầu từ ngày hôm nay. Yes. Yes. 50 năm nữa. Ok. Nhưng mà không có guarantee là 50 năm nữa làm được cái ngày như vậy nha. Còn đợi 50 năm nữa làm là không có tao. Next year? Ok. Nào, bây giờ, Kim biết được trong danh sách này của mình, chúng ta có các bạn từ khắp phương trời đến đây. Ok, bây giờ mình cho một tràng pháo tay cho các bạn ở xa tới trước, ở đâu xa nhất? Canada! Nam Việt Thiên, Canadian, hả? Không, Việt Nam hết rồi. Rồi, ok, Việt Nam, ok rồi, Việt Nam. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Việt Nam. Cảm ơn cho Việt Nam lần nữa. Ok, xa nữa là Texas. Texas. Ok. Và xa hơn nữa là Santa Ana. Không phải, San Jose. Florida, Washington D.C. Seattle, Washington, Chicago, Arizona. Canada, Canada, another time. Thầy, xin các cô, xin các bạn, chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bạn không thể có mặt ngày hôm nay, các thầy cô. Và hơn nữa, đến tổ tiên, cha ông của chúng ta đã đem lại chúng ta ngày hôm nay.
Xin cảm ơn thầy cô. Cảm ơn các bạn. Tất cả các bạn nào có còn nhớ được cái bài học sinh hạnh phúc của mình không? Nếu không nhớ thì nhìn bản. Học sinh Lê Quý Đôn như lắm thế duyên quyền minh, hòa vang câu xứ xanh nêu cao đức chi tài danh. Học sinh Lê Quý Đôn chung sức đắp xây ngày mai, vì tương lai quốc dân chẳng nào vung nhiên chuyên tâm. Con xin thay nguyện xin đánh công học thành để Việt Nam vinh như hồng soi sáng. Tiếng của tai thơ sống vui học đường. Thank you.
Ok, được rồi. Sinh viên từ Việt Nam từ những lâu qua để mà xuống đọc một cái bài viết của một vị thầy của rất nhiều các bạn ở đây, thầy Nguyễn Tri Phương, thì xin các bạn cho thầy một tràng pháo tay vì thầy đã viết những cái bài rất là hay cho trường Lê Quý Đôn và cũng như cho tất cả các học sinh Lê Quý Đôn. Bây giờ Kim xin nhờ microphone qua cho Kim Dung. Kim Dung thì do là từ Việt Nam qua cho nên là mắt mũi nó chưa trở lại như bình thường, cho nên là Kim lại bắt đọc, cho nên là các bạn Dung có gì thì các bạn cũng tha thứ. Dung xin đứng lại cái cỡ cho nó sáng sáng một chút. Về mái trường xưa, lê gót tha hương lòng vẫn mở, quý tình bằng hữu nghĩa thầy cô, đôn đốc cùng nhau ta góp sức đưa dòng giống Việt tiếng hùng anh. Vài nét về trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn. Theo thỏa hiệp ký kết giữa hai quốc gia, chính phủ Pháp đã trao lại cho Việt Nam 4 cơ sở giáo dục lớn, trong đó có trường Jean-Jacques Rousseau. Kể từ niên khóa 1967-1968, trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn được khai sáng. Trung tâm Lê Quý Đôn có một hội trường lớn dùng làm nơi tổ chức tiếp tân và cũng là một rạp hát đầy đủ tiện nghi với sân khấu, màn, đèn dành cho học sinh trình diễn văn nghệ trong các buổi lễ phát thưởng hay hội diễn văn nghệ mừng xuân. Đây cũng là nơi dành cho các cuộc tranh giải thể thao hào hứng như vũ cầu, bóng bàn. Để hỗ trợ cho việc học, trường đã có sẵn một thư viện với những phòng đọc sách đầy ắp các loại dành cho học sinh cũng như giáo sư. Phòng thí nghiệm từ thời Pháp để lại, cộng thêm sự bổ sung kinh phí hỗ trợ bởi hội phụ huynh học sinh, gồm những học cụ, giảng dạy và thực tập trong giờ lý, hóa, vạn vật. Phòng thính thị hiếm trường nào có, với đầy đủ máy móc, học cụ dành cho việc dạy và học pháp ngữ. Phòng y tế trang bị dụng cụ nha y khoa phụ trách bởi bác sĩ Đinh, bác sĩ Trà My, bà nha sĩ Mai và cô y tá Yến Phi chăm lo sức khỏe cho học sinh. Mỗi học sinh được lập phiếu y tế và khám sức khỏe định kỳ tổng quát hàng năm. Trong đường hướng viện trợ văn hóa, chương trình học cũng như giáo sư giảng dạy môn pháp văn ở tất cả các lớp đều do chính phủ Pháp tài trợ. Đảm trách, học sinh Lê Quý Đôn đã làm quen hàng ngày tiếp xúc với các ông thầy bà đồng là những thầy cô giáo ngay từ các lớp tiểu học. Giáo sư tận tâm yêu nghề, nhà trường kỷ luật nghiêm minh, tập thể học sinh được chọn lọc kỹ. Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn khởi đi từ các ưu điểm đó nên có những bước tiến dài, đều đặn, thật vững vàng. Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn một thời thập niên đã là niềm tự hào của những con người chúng ta. Kể từ ngày thành lập niên khóa 1967-1968 cho đến khi mất nước tháng 4 năm 1975, Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn có tất cả 3 vị giám đốc. Đầu tiên là thầy Hồ Văn Thể, kế đến là thầy Huấn và một năm trước ngày miền Nam thân yêu rơi vào tay Cộng sản là thầy Nguyễn Trung Lương. Để hỗ trợ cho việc đào luyện học sinh phát triển toàn diện, ba mặt thể trí đức, hai tập thể lớn mạnh hoạt động song song bên cạnh ban giám đốc nhà trường, gồm những người đầy nhiệt tình là hiệu đoàn trưởng Lê Quý Đôn và hội phụ huynh học sinh. Vài nét về sinh hoạt của Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn. 3 lần dự thi đố vui để học do Trung tâm Học liệu thuộc Bộ Giáo dục tổ chức trên đài truyền hình Việt Nam, đội Lê Quý Đôn đều toàn thắng cả 3. Trong các lần đó, phải kể công đóng góp rất hữu hiệu của các em Bá, Mạnh Tý, Trường Sơn, Trí Lê, Hoàng Minh, Đức Nhàn và Liên Hương. Ngoài phần thưởng toàn đội, Lê Quý Đôn còn đoạt luôn cả giải cá nhân xuất sắc. Kỳ thi đố vui lần cuối mà đội của Hương, Minh, Nhân tham dự là niên khóa 1971-1972. Hàng năm, cứ
cứ vào dịp lễ Tết Nguyên Đán, hiệu đoàn Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn đón xuân bằng những sinh hoạt đa dạng như báo chí, văn nghệ thật rộn rịp, với sự yểm trợ tài chính của phụ huynh, giai phẩm đặc sản xuân Lê Quý Đôn được ấn hành thật đẹp, gồm nhiều bài viết có nội dung phong phú, phát hành không phải chỉ trong nội bộ Lê Quý Đôn mà còn được học sinh và những trường khác rất ủng hộ. Hội diễn văn nghệ mừng xuân gồm nhiều tiết mục công phu đầy tính chất nghệ thuật. Ban đoàn Giấy Hoàng Lan của Đài Phát thanh Sài Gòn, nữ danh ca Mai Hương, nghệ sĩ tài danh Thanh Nga, nữ nghệ sĩ Bích Thuận, Bà Trơn là những người đã tích cực yểm trợ trong phần hướng dẫn kỹ thuật. Đoàn văn nghệ Lê Quý Đôn đã 3 lần trình diễn trên đài truyền hình Việt Nam qua chương trình văn nghệ tiếng nói động viên mừng xuân đặc biệt. Nhạc trưởng Hoàng Lan của Ban Hệ Đàn đã ưu ái viết cho trường băng bản nhạc Lê Quý Đôn học sinh hạnh phúc. Về mặt rèn luyện thân thể, trường có 2 sân quần vợt, 2 sân vũ cầu, sân bóng chuyền, bóng rổ, thể dục. Các đội thể thao được thành lập gồm 2 đội bóng bàn nam nữ, 2 đội vũ cầu, đội điền kinh, đội bóng chuyền, bơi lội và 3 đội bóng rổ, 2 nam 1 nữ do huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia phụ trách kỹ thuật. Ngoài các trận đấu giao hữu, Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn còn tham dự các giải vô địch học sinh, đã đoạt nhiều phần thưởng thực xứng đáng. Chỉ tính đến niên khóa 1974-1975, Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn đã thu gặt được những thành quả thực khả quan như sau. Vô địch học sinh giải bóng bàn thiếu niên do Nhà sinh hoạt học đường tổ chức với đấu thủ Phạm Huy Hoàng. Vô địch học sinh bóng bàn nữ liên trường với đấu thủ Phạm Thị Minh Hà và giải nhì toàn đội nữ. Giải nhì bóng bàn toàn đội nữ do Tổng Nha Thanh niên tổ chức. Vô địch học sinh bóng rổ nữ nhân ngày phụ nữ lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Đoàn diễn hành Lê Quý Đôn đoạt giải nhất trong cuộc thi diễn hành kỷ niệm ngày quốc khánh tại vận động trường Cộng Hòa. Đoàn bơi lội Lê Quý Đôn với các danh tài như Trung Thị Thanh Lan, Trung Thị Thanh Vân, Lê Trọng Thùy Nam, Lê Trọng Thùy Đan chiếm hầu hết tất cả các huy chương vàng trong lần so tài tại hồ bơi Nguyễn Bỉnh Khiêm do Tổng cục Bơi lội tổ chức nhân dịp lễ quốc khánh. Ngày phát giải thưởng tại vận động trường Cộng Hòa là một niềm hãnh diện khó quên. Các tuyển thủ Lê Quý Đôn đã thay đổi chỗ cho nhau trên 3 bục nhất, nhì, ba, tiếp nhận huy chương từng đợt cho nhiều giải. Vô địch toàn đội, vô địch các kiểu bơi và vô địch các cự ly. Hôm ấy trên 20.000 quan khách đã vỗ tay và đoàn bơi lội Lê Quý Đôn đã chập chững rồi phần hứng khởi lên. Ông đô trưởng, ông tổng giám đốc thanh niên, ông trưởng trường giáo dục đã đứng lên cùng mọi người hoan hô kéo dài suốt gần 20 phút cho thành tích kỷ lục này. Sau lần đó, hội phụ huynh Lê Quý Đôn đồng ý lời đề nghị của hiệu đoàn trưởng yểm trợ kỹ thuật cũng như kinh phí tài chính để xây dựng cho trường một hồ bơi nổi. Nhưng rồi biến cố 30 tháng 4 đổ ập xuống, một màu tan tóc cho toàn miền Nam. Tất cả đều tan vỡ như bọt sóng đầu gần. Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn thân yêu ngày nào giờ đây đã cũng cùng chung số phận với đất nước. Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn vẫn luôn là niềm thương và nỗi nhớ trong lòng mọi công dân Lê Quý Đôn chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Wow. Một tràng pháo tay nữa cho thầy Nguyễn Duy Phương. Cũng những cái tài liệu rất là quý giá. Những cái tài liệu này nếu mà không có những người như thầy đã bỏ tâm sức ra để mà viết lại những cái này đó thì tụi mình chắc thua. Thầy Phương ơi, con nhờ cái bài này mà con nhớ là năm con lớp 6 con biết yêu rồi. Con nãy giờ nghe chuyện thể thao nhưng mà đâu có gì chuyện yêu gì vậy. Hoàng Trung Thị là đó, là biết sao nó cao nhất lớp, thành thử ra nó sắp hàng vô lớp là sau cuối. Thì thầy thường thường đứng đợi cho nửa lớp vô. Thì nửa lớp vô rồi á, thầy đi vô theo thì nó là sao, nó quay 180 độ, nó quay ra. Đọc cái bài thầy làm em cảm động quá, em nhớ hồi năm lớp 4 em đã biết yêu rồi. Ngọn lên trời. Nãy giờ là thể thao với lại sử trường không, mà nói ông này không có yêu không rồi. Em
nó mới kêu hồi lớp 7 rồi. Không có vợ nó đây thành nó tan rồi. Xây sửa miếng ngủ sập áo. Nga đọc tên tất cả các thầy cô mà Nga đã học từ lớp 1 lên tới lớp gì đó. Nga nói chốn học hoàng sao nhớ. Ở đây Nga chỉ nhớ được có một bài thầy cô đây thôi. Nga không học lớp 1 lên tới lớp 6. Cô Nguyễn Hiếu Hậu. Lớp 7 cô... Cô Dung dạy nhạc mình không nhớ họ. Lớp 8 thầy Trồng Quang Khánh. Lớp 9 cô Nguyễn Thị Cúc. Lớp 10 cô Nguyễn Thị Quỳnh Tương. Lớp 11 à, nhớ được thầy Nguyễn Hoài Nam gì? Hoài Nam. Lớp 12 cô Phạm cô có nhớ cô Thiên Tư. Chứ thầy cô là ngày hôm nay chúng ta có hai sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay. Thành ra cái buổi tiệc chúng ta chia ra làm hai phần. Cái phần đầu đó là cái phần của cái cuộc hội ngộ của học sinh Lữ Quý Đôn năm 1964 và các thân hữu và các thầy cô. Cái phần thứ nhì của chúng ta là không phải Happy Birthday 50 tuổi. Ok, thành ra cái phần mà vui nhất là cái phần Happy Birthday 50 tuổi là mình làm cái phần đó, phần thứ nhì. Cái phần đầu tiên này bây giờ đó mình nên sử dụng cái thời gian này để mà mình ôn lại những cái kỷ niệm xưa của trường Lữ Quý Đôn. Ok, và nói đến cái kỷ niệm xưa ở trường Lữ Quý Đôn, chúng ta không thể nào quên được công ơn của thầy cô đã dạy dỗ chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua. Vì vậy cho nên Kim xin nhờ bạn Minh Hiền. Bạn Minh Hiền đúng rồi. Bạn Minh Hiền, trưởng ban tổ chức của cái buổi họp ngày hôm nay hoặc là ngày hôm nay. Xin Minh Hiền, các bạn bắt tay cho Minh Hiền, please. Ngày trưởng lớp của tôi đó nha. Trưởng lớp bây giờ làm cho cô. Cô vợ đây này. I love you too. Giúp em rất là nhiều.
Bây giờ lần cái thời gian cô đứng lớp ở trường Lê Quý Đôn. Tuy nhiên
nói về cái thời gian vật lý đó, thì nó dài gấp 4 lần, 20 năm và 55 năm. Nhưng mà đối với cái thời gian gọi là tâm lý đó, thì đối với cô, 5 năm nó rất là nhiều, nhiều cái gắn bó và nhiều cái sự cảm thông. Trong khi chúng ta đã bước qua một cái chế độ mới của đất nước đó. Vì thế cho nên là mặc dù các em không trực tiếp là học trò của cô, nhưng đối với cô chúng ta rất có nhiều cái sự chia sẻ, đúng không các em? Yeah. Đó. Thì bây giờ thế này, cô có một cái câu hỏi với các em rằng thế này. Cái trường Lê Quý Đôn đó, thì các em có tự hào, có hãnh diện là học sinh trường Lê Quý Đôn hay không? Yeah. Bây giờ cô hỏi các em nè, các em có biết rằng là ngày xưa đó có một cái giai thoại, tức là khi mà cậu bé Lê Quý Đôn nó còn khoảng chừng mười mấy tuổi đó, thì có một người bạn của thân phụ của ông Lê Quý Đôn, thì ông đó mới đến nhà thăm bạn, thì nghe nói bạn là có đứa con rất là thông minh, nghĩa là có cái tài xuất chúng. Thì các em cũng biết rằng là Lê Quý Đôn không những là một nhà ngoại giao, một nhà sử học, một nhà khoa học, và ông cũng là một nhà văn học, và những tác phẩm của ông rất là nổi tiếng. Thì các em có nhớ một cái bài thơ nào cô nghĩ là các em có học, tại vì hồi xưa thời gian trung học cô cũng đã có học, thì cái bài thơ đó là bạn của thân phụ Lê Quý Đôn, tức là ông tiến sĩ Vũ Công Trấn, đã đến thăm bạn mình. Thì nghe nói bạn mình có một đứa con rất là thông minh, cho nên là ông cụ đó mới ra một cái đề tài để cho Lê Quý Đôn đặt một cái bài thơ. Thì cái đề tài đó thì các em có nhớ không? Cái bài thơ thì cô có đem theo đây, mà nếu em nào mà xung phong trả lời cái câu này thì cô có một món quà. Hay lắm, chơi tùng, chơi tùng. Cái món quà này đó nó rất là hợp với các em, tại vì năm nay các em tổ chức cái sinh nhật 50 năm, có đúng không? Yeah. Thì cách đây mấy năm cô có ấn hành một tập thơ, tựa nó là Nửa Trang Thế Kỷ, tức là nói về 50 năm về cái chuyện của cô. Thì cô có đem cái tập thơ đến đây để tặng cho một em nào. Cô không cần các em phải thuộc cái bài thơ đó, nhưng mà bài thơ đó đó các em có nhớ là gì không? Mà ngày xưa cô đi học ở trung học cô cũng đã học, và cô nghĩ là các em mà học văn đó ở Lê Quý Đôn chắc có học. Ai học văn giỏi đâu, giơ tay lên. Em nào học văn giỏi? Bây giờ em nào xung phong trả lời, em chỉ cần lên đây, lên đây. Lên đây. Em nghĩ là cái bài đó là bài rất là nổi tiếng, bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Dạ thưa cô, cái bài đó cái đầu, cái câu đầu là rắn đầu, biến học dễ không tha, phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Bây giờ đó thì... Không có, đâu có câu được, anh sẽ làm hết câu, mấy câu, bốn câu lận. Không, cái bài thơ đó là bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, nhưng mà thật ra cô... Thất Ngôn Bát Cú. Rồi. Bác Cú thì cô chỉ đọc lại cho các em đây mà em nói đúng. Tức là cái bài thơ đó là cái ông cụ tiến sĩ mà bạn của thân phụ của ông Lê Quý Đôn đó đã ra cái đề tài là rắn đầu biến học. Thì bây giờ ông ta muốn rằng là Lê Quý Đôn phải làm một bài thơ thất ngôn mà bác Cú, mà trong 8 câu đó, bác Cú là 8 câu thì mỗi một câu có tên. Thì bây giờ em đã nói đúng cái đề tài đó, thì giờ cô xin em, các em có muốn nghe bài thơ đó lại không? Dạ muốn nghe. Bài thơ rất nổi tiếng của Lê Quý Đôn, cái tựa là Rắn Đầu Biến Học. Chẳng phải liêu điêu vẫn chống nhà, rắn đầu biến học lẽ không tha. Thẹn đèn khổ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rác cổ cha. Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo, lằn lưng cam chịu vết nằm da. Từ nay trâu lỗ xin xin học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Có nghĩa là mỗi một câu đều có tên một loài rắn. Đấy, thì đó là cái bài thơ đó là ông Lê Quý Đôn đã xuất khẩu chỉ trong mấy phút là xong. Thì cô xin tặng em gì đó? À, Tường Quê hả? Em Tường Quê. Tường Quê, quá hên, nhớ con câu của một chú nữa. Thì bây giờ em có thể mở cái món quà này. Wow. Nữa. Này có cái tên là Nửa Trang Thế Kỷ. Wow, cảm ơn cô rất nhiều. Cô và đây là cái bài lời tựa của một nhóm thầy cô, và cô xin nói
là thầy Nguyễn Ngọc Hy, các em có biết thầy Hy không ạ? Thầy Hy dạy địa văn, thầy Hy đã viết cái đoạn thay lời ngữ cho cô ngoài sau này. Là rất tiếc là vì cô đi máy bay qua mà mới qua hôm nay cho nên không có đem nhiều. Thì nếu mà cái cô sẽ gửi lại địa chỉ cho em này, nếu mà em nào thích thơ thì cô sẽ gửi tặng. Vì đây là tập thơ nửa trang thế kỷ, thì nhân cái dịp này các em tổ chức sinh nhật 50 năm thì cô rất vui khi thấy các em hôm nay đã đi qua được hơn nửa đời người, đã thành công, đã thành danh, đã thành nhân. Thì cô xin chúc các em những năm kế tiếp, có thể là 50 năm kế tiếp, các em sẽ tiếp tục thực hiện thêm những cái hoài bão của mình. Và xin chúc các em thật là vui ngày hôm nay. Yeah, xin chúc tất cả các bạn một tràng pháo tay. Con mời cô Dương Minh Hà. Cô Hà. Con không có gì để học chung với cô, nhưng mà qua cái buổi trò chuyện thôi với cô, đúng cô là đúng sinh ra để làm giáo sư. Cô đã ghé đi chơi với các con. Em mời một bạn nào lên mời lên tặng quà cho cô Phương An. Thưa các anh chị đồng nghiệp, các em học sinh thân mến, tuy rằng xa trường đã hơn 30 năm, mà các em vẫn còn lưu luyến các bạn cũ, vẫn còn nhớ đến các thầy xưa. Cô thực sự cảm động vì cái tình cảm cao quý này. Hơn 30 năm qua, biết bao nhiêu thay đổi cho từng cá nhân các em, cho đất nước. Nhìn các em ngày hôm nay, thấy các em ai cũng thành công, ai cũng thành người. Cô rất là hãnh diện với các em. Thật đúng với câu hậu sinh khả úy. Các em đã cho cô cái buổi họp mặt này. Cô rất là thứ nhất là đây là một niềm vui lớn, một kỷ niệm mà cô khó quên, và thứ hai nữa đây là một phần thưởng nghề nghiệp. Cảm ơn các em nhiều. Yeah, các bạn một tràng pháo tay cho cô Hà. Xin các bạn cho một tràng pháo tay cô Dung. Cô Dung. Thầy mặc bệnh nên cô không đi được. Con mời cô Tuyết Anh. Cô Tuyết Anh. Quý vị bộ tràng pháo tay cho cô Tuyết Anh. Cô dạy Bình Hiền năm lớp 1. Wow, Bình Hiền học sớm gì thấy sợ ha. Năm năm sau tôi mới vô. 3 tuổi đi học rồi. Wow. Chúng tôi nên tặng quà cho cô xưa. Phương là người kiếm ra cô. Một tràng pháo tay cho Xuân Phương. Giỏi quá. Quá giỏi. Cô rất là cảm động khi mà được biết Xuân Phương đó, hỏi người bạn cô đó. Bồ có người học trò đó, muốn tìm địa chỉ của bồ với số phone của bồ. Tôi rất lấy làm lạ, nói mình dạy học cách đây 40 mấy năm rồi mà học trò lớp 1 đó, nên vẫn còn nhớ, làm cô rất là mừng, rất là cảm động. Cảm ơn người em. Giờ cô mới vừa được biết là Hà Thị Kim Dung đó, mới qua năm 2001 thôi mà cũng đã đậu dược sĩ rồi, là rất là giỏi. Lê Quý Đôn rất là hay, là cô rất là hãnh diện là học trò Lê Quý Đôn á, hỏi ra thì em nào cũng giỏi nghề giàu hết. Nhiều người giàu lắm. Anh cảm thấy con giàu luôn. Con xin mời thầy Hiệp. Đặc biệt. Thầy Hiệp không có dạy Hiền, nhưng mà thầy Hiệp là bạn của bố Hiền. Mà bố trường con không dám nhận thầy, tại vì con khá lắm thầy ơi. Mà thầy Hiệp, em của thầy Hiệp là bố của bạn Hiền là Nguyễn Đăng Tứ Hoài. Thầy có vài lời tụi con không ạ? Thầy có vài lời tụi con không thầy? Xin các bạn đồng nghiệp kể diện ngày hôm nay và cùng các em học sinh Lê Quý Đôn thân mến. Hôm nay là cái niềm vui. Hôm nay là một ngày mang lại niềm vui cho bản thân tôi. Bởi vì đã lâu lắm không được gặp lại hay là có thể lặp lẻ những học sinh Lê Quý Đôn ở nơi này hoặc nơi khác.
trên đất nước Mỹ này, nhưng mà chưa bao giờ có một cái buổi hội ngộ đầy đủ đông đảo như ngày hôm nay. Đó là cái niềm, mang lại cái niềm vui và cũng là cái niềm khích lệ lớn cho tôi trong cái lúc tuổi già. Và tôi cũng xin ngỏ cho các em biết được, có lẽ trong những bạn đồng nghiệp của tôi không có ai mà gắn bó với Liquidol lâu một thời gian dài như tôi. 25 năm làm việc ở Liquidol. Nên được, anh nhớ ra Liquidol đối với tôi như một cái gia đình thứ hai. Có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều gắn bó mà luôn luôn tôi nghĩ tới mà không có dịp để mà nói lên những cái tình cảm của mình đối với Liquidol. Đã đến hôm nay tôi mới có cái dịp đó. Vì vậy cho nên là hôm nay tôi rất cảm ơn trước hết là ban tổ chức và sau đó là tất cả các em học sinh Liquidol hiện diện ngày hôm nay đã tạo cho tôi có một cái dịp để trở lại với cái gia đình Liquidol của tôi. Xin chào tất cả. Người cuối cùng nhưng mà không kém phần quan trọng là thầy Nguyễn Chi Phương. Lớp 52 sao thầy nhảy tango chậm quá vậy? Thầy chủ nhiệm lớp của Minh Hiền. Lớp 52 mà lớp quậy nhất để cho thầy bị đuổi. Thầy dẫn đi camping về là thầy bị đuổi. Không biết. Tới bây giờ mà không biết mà. Giờ mời tất cả các bạn lên, tất cả các bạn học với thầy Phương lên đây. Hết tất cả. Kính thưa quý vị, các bạn, tụi này xin có một vài lời thôi. Tụi này đã học với lớp học với thầy Phương vào lớp 52. Lớp 52 thầy Phương đã dạy tụi này từ lúc nhỏ. Cái lớp đó là một cái lớp rất là đặc biệt. Nó là đánh một cái dấu ngoặc trong cái cuộc đời của tụi này. Lớp 52 là cái năm mà cuối cùng mà chúng ta trước cái ngày mất nước. Ngày hôm đó là tụi mình còn đang thi luận văn, vì thi đề nghị luật công nghiệp ngày luận văn, thì cái tiếng bom nổ của ông gì đó lái cái máy bay, ông cho mình đánh vào nổ ở dưới Độc Lập, thì lúc đó tất cả những cái khuôn mặt ở đây nó đều chung xuống cái bàn. Một phần thì sợ, nhưng mà một phần thì vui, là tại vì lần đầu tiên nghe tiếng pháo nổ là khỏi phải thi. Kể như là thi xong rồi mà nay mới đi về thôi, phải không? Thành ra có lớp 52 tụi này rất là nhớ thầy. Tụi con xin thành kính cảm ơn thầy. Và cái tấm quát này đó đã được design, đã được thiết kế bởi một người bạn đang ở Việt Nam. Thầy có nhớ Trần Vĩ Lâm không? Trần Vĩ Lâm đã làm 4 cái câu thơ này, làm cái bài thơ này để mà tặng các thầy cô, viết ở trên cái tấm lát có hình của trường Lê Quý Đô. Và 4 bài thơ này đó thì để Phim sẽ đọc qua cho các bạn nghe nha. Trường xưa nắng ngã trọn một đời, Lê Chân gieo hạt tỏa muôn nơi, quý mầm ươm cây ân tình đượm, đôn nhân đốc chữ rộng biển trời. Mỗi một chữ đầu câu đó là Trường Lê Quý Đôn. Xin tụi con xin trân trọng và chân thành kính dâng lên với thầy cô. Cảm ơn. Cái này ra
quan trọng, không phần kém phần quan trọng là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Tử Dung, cảm ơn Ngọc Oanh, cảm ơn Kim Dung, cảm ơn Kim, cảm ơn Phát Châu, tất cả các người bạn gần xa giáo góp văn nghệ đến đây bỏ thời giờ để gặp người nói chuyện với nhau. Tất cả các bạn, I love you all. I love you all. Kính thưa quý vị giáo sư thân mến, các em học sinh, mai nếu đời ngăn chia ngả lối, đừng quên nhé những ngày bên nhau, phải không các em? Thật sự ra thì thầy định là không có đi bữa nay nổi. Ta quá đi, rồi ra viết cái bài này tính gửi cho các em đó, đọc dùm thầy. Mà bữa nay ráng cũng lớn xuống đây, tại vì nó nói là trước khi thầy chết thì cũng phải lên ráng lớn xuống đây chết. Trong khung cảnh thân tình tràn đầy niềm vui hội ngộ đêm nay, tôi kính gửi đến quý vị giáo sư cùng các em học sinh thân mến lời chào mừng nồng nhiệt, thân ái với tất cả chân tình. Cảm ơn các em đã tạo cho chúng tôi cái dịp được gặp mặt tất cả ngày hôm nay. Hôm nay gặp lại bạn hơn thập niên qua bên nhau, mỗi người xuôi một ngã, chung một đường đời, mà có ngày đêm bao chuyện xa gần, đã có duyên hội ngộ thì bèo tan rồi cũng họp. Các em học sinh tuổi nửa thế kỷ, ba mươi năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lên quanh chớ đời mỏi mệt. Hãy ngồi xuống đây trút hết ưu phiền, bàn tay nắm lấy bàn tay, kết vòng thân ái. Ta hãy đông cho thật đầy. Ta hãy đông cho thật đầy chén tình ngọt ngào mến thương. Hãy nói cho nhau nghe câu may mà có em đời còn dễ thương. Hôm nay gặp lại bạn hiền, bên nhau cười nói hàn huyên ngàn lời, chia tay mấy chục năm trời, nay đêm bao chuyện xa gần nhắc nhau. Các em học sinh thương mến, còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây tìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Kính chúc quý thầy cô thương mến, chúc các em học sinh cùng gia đình luôn được ơn trên phù hộ. Rồi mai đây khi mình xa nhau vẫn nhớ nhau hoài. Thầy đọc lại những cái kỷ niệm xưa, cả ngày chúng ta nghe rất là cảm động, nằm tùng nhớ lại hồi đó từng cũng học toán trong lớp của thầy. Ôi, có nhiều kỷ niệm rất là dễ thương. Có một lần đó thầy kêu Tùng lên bảng, thầy hỏi em, nếu mà trong túi em có đồng rồi em xin ba một đồng nữa thì em có mấy đồng? Em nói dạ thưa thầy em có một đồng. Trời đất ơi, bộ mày không biết tính cộng hả? Dạ thưa thầy em biết, nhưng mà hình như thầy không biết tính ba em. Tại vì bữa nay mình mà có cái reunion của lớp 64, mình cũng có mời rất nhiều khán giả người Trung Hoa đó.
Thành ra mình cũng phải thông dịch lại để cho người ta hiểu cái chương trình như thế nào á. Thành ra Tùng sẽ cố gắng hết sức mình để nói tiếng Trung Hoa cho các bạn đó. Và hy vọng thầy Phương có thể lên giúp thông dịch lại. Để xin mời thầy lên sân khấu trở lại.